thay tên đổi giọng. Đây sẽ là một trò chơi để tìm ra giọng hát phù hợp hoặc là vui nhất dành cho khách mời. Chúng ta từng khách mời sẽ quay số ở trên bảng, và sau khi mà tìm ra được cái bài hát rồi thì chúng ta sẽ quay lô tô ở đây để tìm ra một giọng hát dành cho mình. Ôi hay đấy. Được. Si tình của chị Hoàng Thùy Linh. Chị Linh này cũng là con rồng. Con rồng. Nào. AC này. Con tao. Mày đừng nói mất đấy. Britney Spears. Britney Spears. Oh, baby. How was I supposed to know? Hai bạn trước để lấy bia. Something wasn't right. Yeah. Wait. Sao mới gặp lần đầu mà đôi mình quay quay. Anh ơi anh à, anh bố bùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby, em nói từ đầu, baby, can't you stay? Mai đi coi ngày, xem cái ngày nào thì nhà mình đông con vậy. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui. Tiếp. Tiếp theo xin mời Tiger. Ôi hay đấy. Beautiful songs. Ước gì. Hay đấy. Tâm. Bây giờ mình thử dợt trước cái nguyên bản em trước. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Quay đi thế nào? Quay. Không, phát thể đó hát nữa đi, ra làm hay. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng đấy. Gì đấy? Hồ Ngọc Hà. Ok. Giới thiệu ca sĩ, giới thiệu trước, giới thiệu bản thân mình trước. Xin chào quý vị. Hôm nay Hà rất là vui được đã được mời đến chương trình này. Hôm nay dỗ tiền. Sáng nay Hà có đến hơi muộn một tí. Vì Hà quay nốt thì reel cho More Cosmetic. Và sau đây là ca khúc Ước Gì của chị Mỹ Tâm ạ. I love you, chị Hà. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô cành đá, ngàn câu hát yên bình. Hay. Wow. Hay là hát tiếp nữa. Tôi à. Một ứng cử viên nặng ký ở chức vô địch đấy. Nào, G Ducky, show me what you got. Trong chương trình này chúng ta chỉ có hát mà không có rap. Sao tự nhiên tôi lại xuất hiện đây để thi đấu với cả hai người giọng ca nốt vào xuất sắc nhất ở trong đây. Rap kìa. Hotline bling của Drake. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quay số. Thua không? Sao lại? Mày đã lắc đầu không? Bạn lắc đầu không bạn? Ui dây. Một ca sĩ rất đặc biệt, đó là Lương Vĩnh Hữu. You used to call me on my cell phone. Then I went, you need my love. Call me on my cell phone. Yeah. Then I went, you need my love. Cause I don't wait, my heart like bling. Yeah, cause it's only mean one thing. Yeah, when you know when that hotline bling. So I can only mean one thing. Even when I left the city, you